Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 22 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thừa Thiên Huế tích hợp thành công dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Huế S. Do ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai triều cường vừa qua khiến cho bờ biển tại cả khu vực sạt lở trước đây tiếp tục sạt lở nặng hơn. Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV lưu động cho nhóm có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, mang lại sự nhanh gọn trong thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho người dân và doanh nghiệp, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp thành công qua nền tảng Huế S và đã được công bố để người dân doanh nghiệp sử dụng khi đăng ký dịch vụ công. Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên Huế S cung cấp nhiều chức năng giúp người dân doanh nghiệp có thể tìm kiếm, đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán các khoản phí, lệ phí trực tuyến. Đặc biệt, có hỗ trợ thanh toán trực tuyến qua ví điện tử trên Huế S. Ứng dụng cũng hỗ trợ chức năng ký số hồ sơ cho phép kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ, chứng thực chữ ký số hiện nay. Bên cạnh đó, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm trong trường hợp xác định cán bộ xử lý hồ sơ vi phạm, đánh giá mức độ hài lòng hoặc gửi thắc mắc, góp ý trong quá trình sử dụng dịch vụ để ứng dụng ngày càng hoàn thiện hơn. Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. So với việc thực hiện các dịch vụ hành chính công truyền thống, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mang đến nhiều tiện ích cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.040 thủ tục hành chính, trong đó có 863 dịch vụ công trực tuyến một phần và 1.190 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% cơ quan nhà nước sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung tích hợp từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã được liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia theo mô hình 4 cấp. 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã áp dụng chữ ký số trong văn bản điện tử. Thừa Thiên Huế cũng đặt mục tiêu đến hết năm 2023, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được người dân doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa đạt 50%. Do ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai triều cường vừa qua khiến cho bờ biển tại các khu vực sạt lở trước đây tiếp tục bị sạt lở nặng hơn. Cụ thể, khu vực Phong Hải, Điền Hải của huyện Phong Điền sạt lở với chiều dài khoảng 1,5 km. Thôn Thái Dương Hà Bắc, xã Hải Dương, thành phố Huế sạt lở 600 m chiều dài và ăn sâu vào bờ từ 3 đến 5 m, có nơi hơn 5 m. Tình trạng sạt lở tại các xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh của huyện Phú Vang cũng có những diễn biến đáng lo ngại với tổng chiều dài sạt lở hơn 3,5 km. Nước biển ăn sâu vào bờ từ 3 đến 7 m, có nơi hơn 15 m như tại xã Phú Thuận. Tại xã Vinh Mỹ, Giang Hải của huyện Phú Lộc, tình trạng sạt lở biển cũng diễn biến tương tự với tổng chiều dài hơn 2 km. Đặc biệt, tại khu vực xã Giang Hải, tiếp giáp Vinh Hiền đã mở cửa lạch biển mới với chiều dài 60 m, ảnh hưởng 70 hecta nuôi trồng thủy sản và hơn 100 hecta trồng lúa và hoa màu. Cùng với tình trạng sạt lở bờ biển thì sạt lở bờ sông cũng tiếp tục có những diễn biến phức tạp với tổng chiều dài sạt lở gần 20 km. Cụ thể, sông Ô Lâu đoạn qua xã Phong Thu, thị trấn Phong Điền bị sạt lở khoảng 1,5 km. Sông Hương đoạn qua xã Thủy Bằng, Hương Thọ, Hương Hồ, Hương Vinh, Hương Phong, Phủ Mậu, Phủ Thanh sạt lở tổng cộng 5 km. Bờ sông Bù Lu nước ngọt sạt lở khoảng 1,5 km đoạn cuối kè sông Bù Lu đã gia cố năm 2020 bị sụt lún gãy với chiều dài 150 m. Các sông Phú Bài, Bạch Yến cũng diễn ra tình trạng sạt lở khá nghiêm trọng. Đặc biệt, sạt lở trên sông Bồ tiếp tục có những diễn biến phức tạp với tổng chiều dài sạt lở gần 10 km, tập trung ở xã Hương Vân, thị trấn Tử Hà, xã Hương Xuân, Hương Toàn, thị xã Hương Trà, xã Phong An, huyện Phong Điền, xã Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, huyện Quảng Điền. Hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục ra soát số hộ dân, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng, đồng thời bổ sung phương án di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết đã tham mưu về giải pháp giúp minh bạch thị trường bất động sản thông qua định danh sổ nhà. Theo đó, phía bưu điện có sẵn thông tin về sổ nhà, cảnh sát khu vực có dữ liệu về hộ khẩu và Bộ Công an còn có dữ liệu về dân cư và giấy tờ nhà đất. Do đó, nếu những dữ liệu này được liên thông, có thể định danh được sổ nhà.
Bộ Công an kỳ vọng kế hoạch này được triển khai sẽ giúp minh bạch được chủ tài sản đó có bao nhiêu bất động sản, từ đó tạo ra mạng lưới định danh bất động sản gắn với mỗi công dân. Từ đó tiết kiệm nhiều chi phí cho nhà nước khi tận dụng được dữ liệu có sẵn, không phải chờ làm sạch dữ liệu về bất động sản. Sẽ có ít nhất 11 tỉnh thành phố có nguy cơ quá tải đăng kiểm xe cơ giới, 21 tỉnh thành phố có nguy cơ ùn ứ đăng kiểm do thiếu lực lượng vì hàng loạt đăng kiểm viên đã bị khởi tố, đưa ra xét xử sắp tới. Nếu không có giải pháp quyết liệt, tình trạng quá tải đăng kiểm có thể sẽ tái diễn. Theo một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, khi áp dụng biển số định danh theo chủ phương tiện, các trung tâm này gặp phải nhiều khó khăn trong hoạt động. Một số khó khăn như chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về các trường hợp vi phạm giao thông đối với biển số cũ, biển số định danh của chủ xe được thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Nhân viên nghiệp vụ thiếu kinh nghiệm, không biết xe đổi biển định danh, không đối chiếu với đăng ký. Dự báo, bước sang các tháng cuối năm, nhu cầu đăng kiểm đã tăng lên do gần thời điểm hết thời gian gia hạn đăng kiểm 6 tháng. Liên quan đến thông tin một số bệnh viện phía Nam thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế mới đây cho biết nguồn cung thuốc này hiện không thiếu. Theo Bộ Y tế, hiện nay có 13 loại thuốc điều trị tay chân miệng được cấp giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam. Đồng thời, Bộ đã cấp phép nhập khẩu 15.000 lọ thuốc theo quy định để đáp ứng nhu cầu điều trị. Hiện đã nhập khẩu về Việt Nam với số lượng trên 8.000 lọ thuốc và cung ứng cho các cơ sở điều trị. Dự kiến cuối tháng 11, 2.000 lọ thuốc khác sẽ về Việt Nam. Ngoài ra, dự kiến trong những tháng cuối năm nay, các thuốc điều trị tay chân miệng đã được cấp giấy đăng ký lưu hành sẽ được tiếp tục nhập khẩu về Việt Nam. Tình trạng thiếu thuốc như các bệnh viện thông tin, Bộ Y tế cho rằng nguyên nhân do có những đơn vị điều trị và địa phương chưa chủ động trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch dự trữ, mua sắm, tiếp nhận thuốc phù hợp với thực tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV theo đúng phương pháp có thể giảm nguy cơ lây nhiễm lên đến 90%. Tuy nhiên, một rào cản lớn nhất hiện nay khi triển khai về các địa phương đó là nhóm đối tượng có nguy cơ cao thường ngại tiếp cận với các cơ sở y tế hoặc thiếu thông tin để tiếp nhận điều trị. Trước thực trạng trên, ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã có những giải pháp linh hoạt như cung cấp các dịch vụ điều trị lưu động đến từng đối tượng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là một đợt điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV lưu động cho nhóm người có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm sàng lọc và tư vấn sử dụng miễn phí thuốc ARV điều trị dự phòng trước phơi nhiễm là thuốc miễn phí từ nguồn dự án quỹ toàn cầu. Phương pháp này sử dụng thuốc kháng virus HIV nhằm dự phòng lây nhiễm HIV cho người chưa nhiễm HIV. Khi dùng thuốc, nồng độ thuốc ARV trong máu có thể ngăn chặn không cho virus HIV xâm nhập và nhân lên trong cơ thể. Nếu tuân thủ dùng thuốc, việc dự phòng lây nhiễm HIV mới có hiệu quả. Sẽ được các cán bộ y tế, thậm chí là các bác sĩ chuyên ngành về HIV sẽ tư vấn cho các bạn rõ ràng hơn, để cho các bạn an tâm hơn và để cho các bạn dễ dàng tiếp cận đến các dịch vụ hiện tại. Các cái đối tượng đó như vậy là những cái người mà chưa phát hiện nhiễm HIV và được có quan hệ tình dục đồng giới hoặc là những cái đối tượng mà có bản tình của người nhiễm HIV mà chưa phát hiện được là được tham gia điều trị PrEP và làm cho cái tỷ lệ quan hệ tình dục đó thì giảm nguy cơ lây nhiễm trên 90%. Và những cái đối tượng mà nghiện chích ma túy mà nếu mà sử dụng chung bấm tim mà tới tham gia điều trị PrEP này thì bọn tôi cũng sẽ cho họ uống và làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV là trên 70%. Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV là một trong những can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV hiệu quả hiện nay. Việt Nam đã triển khai biện pháp này tại 28 tỉnh thành phố với hơn 30.000 người đã sử dụng. Ngoài đến cơ sở y tế để đăng ký và sử dụng dịch vụ, hiện nay khách hàng có thể tiếp cận với PrEP qua dịch vụ được cung cấp lưu động. Tại Thừa Thiên Huế, mục tiêu đặt ra là có khoảng 130 người thuộc nhóm MSM đồng tính được điều trị trong năm 2023. 100% người đủ tiêu chuẩn được cấp thuốc miễn phí từ nguồn quỹ toàn cầu, duy trì 70% khách hàng tiếp tục điều trị trong vòng 3 tháng. Việc mà triển khai PrEP lưu động thì nó rất là lợi bởi vì là đem được thuốc, đem các cái dịch vụ y tế đến cho mọi người mà người ta không có cơ hội để mà tiếp cận những cái người
mà gọi là dễ tổn thương trong xã hội đó. Và những cái đối tượng mà hoặc những anh chị em là đồng giới đấy, thì đối tượng dễ tổn thương mà người ta có cơ hội bộc lộ thì người ta đến những cái cơ sở này để mà điều trị và được tư vấn và khám và điều trị. Cái việc mà điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV lưu động tại thành phố Huế, thế và cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi điều trị đợt này đợt thứ hai. Sau cái đợt hỗ trợ của Đà Nẵng này sẽ lan tỏa được và sẽ đưa đến cho người dân trong cộng đồng cũng như các bạn ở cái nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, nhóm mại dâm, nhóm nghiện trích ma túy và vợ chồng của người nhiễm HIV đang điều trị HIV tại thành phố Huế nhưng mà chưa nhiễm HIV. Từ nhiều lợi ích mang lại trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm lưu động cho nhóm người có nguy cơ cao, việc đẩy mạnh truyền thông về HIV, tạo cầu dịch vụ để học sinh, sinh viên, công nhân lao động biết đến chương trình này. Đồng thời nêu bật lợi ích ngắn hạn và dài hạn, tạo động lực cho giới trẻ có thể tham gia nhiều hơn với phương pháp dự phòng hiệu quả này. Bệnh viện Trung ương Huế và Công ty trách nhiệm hữu hạn Olympus Việt Nam tổ chức ký kết chương trình đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ bác sĩ. Theo đó, biên bản ký kết hợp tác với nội dung Công ty Olympus Việt Nam sẽ đồng hành cùng Bệnh viện Trung ương Huế trong 6 chương trình đào tạo trong một năm. Các khóa đào tạo với mục tiêu thúc đẩy sự tiến bộ trong kiến thức và thực hành về phẫu thuật nội soi và nội soi chẩn đoán. Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những đối tác đào tạo và giáo dục chiến lược của Công ty Olympus Việt Nam. Sự kiện này là một dấu mốc quan trọng giúp Công ty Olympus Việt Nam có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi của ngành y tế Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi và nội soi chẩn đoán. Được biết, Bệnh viện Trung ương Huế có quá trình hợp tác lâu dài với Công ty Olympus từ những năm cuối thế kỷ trước. Trong khuôn khổ này, một hội thảo nội soi bàng quang bằng ống mềm kết hợp ánh sáng NBI và năng lượng plasma trong cắt đốt, lựa chọn hiệu quả trong quản lý bệnh ung thư bàng quang giai đoạn sớm cũng được tổ chức. Ngoài trình bày các chủ đề và thảo luận, đại biểu còn quan sát việc thực hiện cả ca chẩn đoán và cắt đốt trực tiếp từ phòng mổ. Trung tâm Chính trị thành phố Huế tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 10 năm 2023 cho 111 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức vào ngoài giờ hành chính, học viên theo học ngày thứ Bảy và Chủ nhật, đã tạo điều kiện cho các công nhân viên chức và người lao động của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tham gia. Khóa 10 năm nay có 111 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Thông qua các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giúp học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Huế đã kết nạp được 323 đảng viên mới. Những năm gần đây, cùng với sự phục hồi của nghề đề mang phò trạch và sự hỗ trợ của các ban ngành, huyện Phong Điền đang nỗ lực trong việc tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể đề mang phò trạch. Đây là một trong những giải pháp nhằm phát triển thị trường, góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Làng nghề đệm bàng Phò Trạch, xã Phong Bình là làng nghề thủ công truyền thống được hình thành và có bề dày lịch sử hàng trăm năm. Nghề đang có bằng đòi hỏi sự nhẫn nại, kiên trì, khéo léo và tỉ mỉ. Cụ thể, hàng ngày, những người dân nơi đây cần mẫn tạo ra những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Những sản phẩm từ cỏ bằng đẹp mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế và mang đậm hồn quê dân tộc. Bản thân em là cũng là một người con của cái làng Phò Trạch đệm, thì từ nhỏ cũng đã được ba và mẹ là chỉ dạy cho cái cách đáng đệm cỏ bằng này rồi. Thì nhưng mà trong một thời gian thì em thấy cái sản phẩm đệm bằng của cái làng nghề mình nó bị mai một. Thì các sản phẩm thì nó đơn giản, đơn thuần quá, thành thực ra là nó không tiếp xúc được với lượng khách hàng được nhiều. Nghề đang đệm bàng Phò Trạch hiện đang thu hút một bộ phận lớn lao động ở vùng nông thôn xã Phong Bình. Hiện có hơn 120 hộ với hơn 320 người đang tham gia sản xuất, trong đó có khoảng 35 hộ có thu nhập chính từ nghề này. Hiện nay trên địa bàn xã Phong Bình có cơ sở sản xuất cỏ bằng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hữu cơ Huế Việt phối hợp với làng nghề đệm bàng Phò Trạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ cỏ bằng. Đây là một trong những bước phát triển mới trong hoạt động tổ chức sản xuất làng nghề đệm bàng với những sản phẩm cao cấp, đa dạng mẫu mã.
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển ổn định nghề đệm bàng ở địa phương. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã Phong Bình cũng đã thành lập tổ hợp tác để quản lý và phát triển nghề sản xuất đệm bàng trong xã nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm đệm bàng Phò Trạch. Cũng ổn. Nhưng còn điều mong muốn của dân thôn làng mình là nghề để phát triển nhiều, vì giống như để bạc quảng bá khắp nước. Thực hiện cái đề án phát triển làng nghề của huyện Phong Điền, trên cơ sở đó, Ủy ban xã Phong Bình đã xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề truyền thống của đệm bàng Phò Trạch, xã Phong Bình. Trong thời gian vừa qua, với tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương, đã có cái chỉ đạo điều hành rất là quyết liệt để với mục đích là phát triển làng nghề truyền thống đệm bàng. Và trong quá trình điều hành thì đã tạo lập, quản lý và xây dựng cái nhãn hiệu đệm bàng của làng Phò Trạch. Thì đây là một trong những cái vấn đề rất quan trọng để phát triển làng nghề với mục đích là nâng cao giá trị của từng sản phẩm đệm bàng cho bà con. Thứ hai là giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, và đồng thời một cái trong quá trình tạo lập nhãn hiệu nữa đó là đưa những sản phẩm để về những thị trường tiêu thụ lớn hơn ở trên nước và cũng như nước ngoài. Ngoài những sản phẩm truyền thống đệm bao bì, đệm bàng Phò Trạch còn có những mặt hàng phù hợp với đời sống hiện đại như đèn ngủ, túi xách mỹ thuật, đệm ngồi, mũ, nón. Một số sản phẩm còn đáp ứng theo tiêu chuẩn của châu Âu, trong đó chú trọng đến tính tiện lợi, tính dân gian và thân thiện với môi trường. Một số sản phẩm đệm bàng Phò Trạch được ký gửi bán ở các siêu thị lớn ở Huế và đưa đi triển lãm, quảng bá ở các hội chợ, hội thi, tham dự các kỳ festival và đạt được nhiều giải thưởng quan trọng. Từ cái việc là trong cái phát triển cái diện tích của cây cỏ bàng tại địa bàn của Phong Điền thì chúng tôi cũng đã đưa máy móc thiết bị về để thay thế một phần cái sức lao động. Nghĩa là ngày xưa mà khi mà đập một cái bỏ bàng thì phải mất 5 người và rất là nhiều thời gian, thì bây giờ khi mà có máy móc thiết bị thì cái việc đó là rất là nhẹ nhàng với bà con. Cũng như là ngoài những cái sản phẩm truyền thống thì nó không còn phù hợp với cái thị trường hiện nay nữa, thì chúng tôi đã tạo ra nhiều cái sản phẩm khác, cũng như là đưa những cái chất liệu phù hợp để mà ứng dụng lên trên cái sản phẩm để tạo ra nhiều mẫu mã. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã phê duyệt đề án khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch, xã Phong Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, sẽ quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu, chăm sóc bàng lưu gốc, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hơn 900 lao động, góp phần tăng thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, phát huy giá trị văn hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, gắn hoạt động sản xuất của làng nghề với các hoạt động du lịch dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Chúng tôi hiện nay cũng đang chỉ đạo phòng kinh tế Hà Tân cũng đang đăng ký và thực hiện cái dự án đó là tạo lập và quản lý phát triển cái nhãn hiệu tập thể đệm bàng Phò Trạch. Thì cái này nếu như mà thực hiện được cái này và trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt là cục sở hữu trí tuệ mới như mà phê duyệt chứng nhận cái nhãn hiệu này, thì sau này đấy là một nhãn hiệu tập thể mà người dân và các doanh nghiệp mà tham gia có sản xuất và cái nghề truyền thống từ cây cỏ bàng, nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch thì sẽ sử dụng cái nhãn hiệu tập thể này nhằm để bảo hộ và nâng cao cái giá trị và cái quảng bá đối với sản phẩm này. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, các sản phẩm muốn thương mại hóa đều phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu của mình. Tuy nhiên đến nay, sản phẩm đệm bàng Phò Trạch lại chưa được tạo lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đệm bàng Phò Trạch nhằm tạo thương hiệu đủ mạnh cho các sản phẩm thủ công từ cỏ bàng của làng Phò Trạch thông qua việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể đệm bàng Phò Trạch là một trong những giải pháp khả thi nhằm phát triển thị trường, tạo điều kiện để sản phẩm đệm bàng Phò Trạch ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, góp phần bảo tồn và phát triển nghề làng nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Hôm nay, thời tiết tại Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất ở vùng Đồng Bằng và Nam Đông từ 25 đến 26 độ, huyện A Lưới từ 23 đến 24 độ, độ ẩm từ 67 đến 97%. Trong ngày và đêm nay, vùng biển Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên Huế
các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ở ven biển, các hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển Thừa Thiên Huế đều có nguy cơ chịu tác động của mưa dông, gió mạnh, sóng lớn.